Vâng, một cái dòng mic hàng nội địa đến từ Đài Loan, một cái dòng mic mà sóng có thể đạt được khoảng từ 100 đến 150 mét cho anh em làm show, làm sự kiện. Và đây là một cái lô mic mà sử dụng hoàn toàn bằng củ leo em nhé. À, những cái củ leo này thì anh em biết đến ngoài thị trường với cái mức giá khoảng từ 4 đến 500 nghìn một cái củ này thôi. 4-500 nghìn một cái củ em nhé. Một đôi củ này cũng gần 1 triệu rồi. Chứ đừng nói gì đến cả bộ mic hôm nay. Em sẽ để cho anh em với cái mức giá thậm chí thì từ vài trăm nghìn một bộ. Một dòng mic siêu sóng hàng nội địa đến từ Đài Loan và sử dụng hoàn toàn bằng củ leo cao cấp. Em sẽ để cho anh em với một cái mức giá rẻ nhất thị trường cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn. À, thậm chí thì từ vài trăm nghìn một cái bộ mic chất lượng nhà em nhé. Anh em đã xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. À, như thường lệ thì em sẽ giới thiệu qua với em một chút về cái phần hình thức của cái đầu thu, sau đó em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm rất là ngắn, thế nên là anh em hãy xem kỹ xem là một cái bộ mic như này nó có dễ sử dụng hay không, nó có hay hay không, và cái giá ngày hôm nay đưa ra nó có phù hợp hay không không em nhé. Thì đây là một cái dòng mic hàng nội địa đến từ Đài Loan. Và trong cái quá trình vận chuyển và sử dụng thì những cái tem ở đây thương hiệu thì nó bị bong mất rồi. Những cái này thì thực sự với anh em là nó không quan trọng đâu. Quan trọng là cái chất lượng của cái bộ mic nó như thế nào. Và anh em hàng bãi thì anh em đều biết là anh em quan trọng nhất là cái vỉ mạch của cái bộ mic. Thì đây em quay cho anh em trước, xem trước cái vỉ mạch của cái bộ mic này. Thì thực sự với anh em là nó là hàng xịn chính hãng nhé. Em cam kết với anh em là hàng xịn chính hãng 100%. Và đây là một cái dòng mic hàng nội địa và nó được thiết kế là một cái đầu thu mặt phay nhôm màu xám bạc như này, rất là sạch sẽ luôn. Ở giữa đây là hai cái màn hình LCD và trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như là kênh, tần số, vạch sóng, vạch tiếng. Nếu như em muốn để chế độ tần số thì nó sẽ hiện 6 số như này. Còn nếu như em muốn để chế độ kênh thì em chỉ cần nhấn 2 lần vào cái đầu thu này, sau đó nó hiện lên chữ Press Q thì anh em có thể ấn mũi tên bên dưới này để cho nó hiện thành chữ Channel, và anh em ấn chữ Set thì lập tức là nó sẽ về cái chế độ là kênh em nhé. Bên này là kênh này, bên này là tần số. Và bây giờ em lại chuyển lại cái chế độ tần số để anh em xem. Đây, em chuyển lại cái chế độ tần số đây. Đấy, nó lại hiện 6 số. Cái đầu thu này thì nó hiển thị cả kênh, cả tần số luôn. Đấy, còn ở giữa đây là một cái mắt hồng ngoại của cái đầu thu. Và trên cái tay mic thì nó cũng có một cái mắt hồng ngoại ở trên tay mic như thế này. Nếu như em mất sóng ở trên đầu thu hoặc trên tay mic thì em có thể dò lại bằng cách em ấn chữ Set thôi em. Ấn chữ Set như này nó sẽ xuất hiện chữ IR. Và sau đó em hãy để sát cái chữ IR trên tay mic và cái đầu thu nó sát vào nhau thì nó sẽ tự động dò sóng sạch. Đấy, cái này thì nó rất là đơn giản rồi. Những cái bộ mic thì cũng gần như nhau thôi, nó cũng dò sóng kiểu như vậy. Còn đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu. Anh em không nên chỉnh nhiều ở trên cái đầu thu này, mục đích của nó chỉ để cân bằng cái tiếng mic thôi. Anh em hãy tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn ở đây là cái nút nguồn em nhé. Đây là cái nút nguồn tắt mở cái đầu thu, thì em nhấn giữ 3 giây là nó sẽ tắt và ấn giữ 3 giây thì nó sẽ bật lên. Còn về cái phần nội thất của cái bộ mic này thì em cũng quay sát cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng mic hàng bãi xịn đến từ Đài Loan. Và nó được thiết kế một cái vỉ mạch cực kỳ là to. Và trên cái vỉ mạch này thì gồm rất là nhiều các cái linh kiện. Đây là cái phần sóng của bên B và đây là cái phần sóng của bên A. Còn ở giữa thì bao gồm rất là nhiều con IC xử lý tiếng lọc tạp âm, giúp cái tiếng mic của mình nó trong nó sạch. Và bình thường thì những cái dòng mic kia thì nó sẽ không sử dụng những cái tụ nhôm này đâu nhé. Những cái tụ nhôm này thì chỉ được sử dụng ở những cái dòng mic cao cấp thôi. Và những cái tụ nhôm này thì nó giúp cái tiếng mic của mình nó trong nó sạch và nó sẽ không bị tạp âm nhiều. Còn ở phía sau thì bao gồm hai cái jack ca lông để em cắm mixer làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly. Anh em cắm hộ em vào cổng mid out ở phía sau này. Còn về cái phần tay mic thì tất cả những tay mic này thì em đều cho thợ dọn hết lại rồi. Và cái tay mic này thì thực sự với em nó cầm nó rất là đầm tay luôn. Em cầm nó rất là đầm tay em nhá. Cầm nó rất là sướng tay. Và em cũng tặng kèm cho em đầy đủ các cái chống lăn chụp đuôi. Màn hình hiển thị của nó thì màn hiển thị kênh này. Ở dưới là vạch pin. Và cái dọ này thì em cũng cho sơn hết lại rồi. Nó rất là đẹp em ạ. Và những cái củ mic ở đây thì nó đều được sử dụng là một cái dạng củ từ neo em nhìn chưa ạ. Những cái dòng củ này thì chuyên được sử dụng ở những cái dòng mic cao cấp. Và em cũng bao cho anh em là không một cái mic nào là bị gãy lấy pin nhá. Không một cái mic nào là bị gãy lấy pin. Tay chân cực kỳ là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này, sau đó em sẽ báo giá. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu đây rồi. 6 đây 1 5 6 6 đây 7 7 7 6 đây. Thực sự quá là hay luôn. Một cái dòng mic mà sử dụng củ từ leo thì thực sự của nó quá là hay luôn. Và em cũng ngồi ngay sát la đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít nhá. Gần như là không có tình trạng là bị hú rít. Đối với những cái dòng mic hàng nhái, hàng rẻ tiền thì anh em ngồi chỉ cần cầm mic như này thôi. Với cái âm lượng như này thì chắc chắn một điều nó sẽ rít. Nhưng mà riêng cái dòng này em ngồi ngay
cạnh loa đây, nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú diếp nhá. Cái giải của nó cực kỳ là đều luôn. Và một cái dòng mic như thế này thì cái giá mới của nó rất là cao. Và cái hàng bãi thì bên em cũng đang bán với mức giá là khoảng tầm 1.4 triệu đến 1.5 triệu. Nhưng mà hôm nay ở trên kênh em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt, mà anh em không thể mua được một cái bộ mic như thế này, chất lượng như này với một cái tầm giá như vậy. Bỏ qua cái mức giá là 1.5 triệu bên em đang bán tại cửa hàng, hôm nay em sẽ để cho anh em mấy cái bộ mic này với giá chỉ còn 1.050.000 nhá. 1.050.000 anh em đã được sở hữu một cái bộ mic bãi hàng xịn đẹp như thế này. Đấy, tiếng hay, sóng khỏe. Anh em làm show, làm sự kiện, anh em nắp phòng, đặc biệt anh em nâng cấp mic hát gia đình, anh em sử dụng để thay thế những cái bộ mic có dây hoặc là những cái bộ mic nhái rẻ tiền thì thực sự nó quá là ok. Những cái dòng mic mới khoảng tầm 2-3 triệu thì nó không hay bằng những cái dòng mic này đâu ạ. Em cũng bán rất là nhiều mic rồi, cả mic cũ, mic mới, nhưng mà những cái dòng mic mới thì không có cửa để so với những cái hàng mic bãi này đâu. Tiếng của những cái dòng mic bãi thực sự nó rất là chất lượng và giá thì nó quá là rẻ luôn. 1.050.000 thì nó chỉ ngang ngửa với một cái đôi mic có dây anh em sử dụng tại gia đình thôi. Anh em mua một cái tai mic có dây là khoảng tầm 5-600, và hai cái cũng phải 1.2 triệu rồi, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic không dây hai tay như thế này, hai tay đẹp như thế này mà chỉ có 1.050.000. Em bao ship bảo hành 3 tháng, anh em nhận hàng được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay như quảng cáo em nhận, còn nếu như không hay, không đúng, anh em gửi lại cho em, anh em không phải mất 1.000 đồng tiền cước em nhé. Đấy, cực kỳ là uy tín cho anh em luôn. Anh em nào chốt được cái bộ mic này với cái mức giá là 1.050.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79995 hoặc là 0912 79995 nhé. Đấy, và ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em một cái bộ mic nó bị lỗi và nó chỉ có một tay thôi. Thì cái bộ mic này đầu tiên là cái hình thức của cái đầu thu này nó hơi xấu một chút này. Thứ hai là cái nút ở đây nó bị mất một nút, và thứ ba là trên cái mặt kính của nó bị lứt nhẹ em mình chưa, nó bị lứt nhẹ này. Đấy, và nó, cái đầu thu thì nó bị oxy hóa cái chỗ này. Đấy, nó bị oxy hóa nhẹ cái chỗ này. Đấy, thì hình thức thì nó hơi xấu một chút về cái đầu thu. Còn cái phần là tay mic thì nó cũng bị rách cái dọ này mà. Đây nó bị rách nhẹ cái dọ ở đây. Em thanh lý cho anh em cái bộ này với cái mức giá là 300.000 em nhá. 300.000 cái bộ mic này, em nào chốt được thì hãy gọi điện cho em. Còn anh em nào chốt được cái bộ mic đẹp hai tay như này với cái mức giá là 1.050.000 bao ship thì cũng hãy gọi điện cho em theo cái số dưới góc màn hình. Đấy, tất cả em bao cho anh em nhận hàng, được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm anh em nhận. Còn nếu như không đúng, không phải, anh em cứ gửi lại cho em, anh em không phải mất 1.000 đồng tiền cước đâu ạ. Anh em mà xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic chất thì vui lòng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.